Kính chào quý khán giả. Bão Koinu sau khi đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 trong năm nay ở nước ta. Được dự báo có xu hướng giảm cấp nhanh, suy yếu và tan trên biển. Tuy nhiên, những ngày qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài từ Bắc đến Nam. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mưa lớn liên tục kết hợp với triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường, nhà cửa, ruộng vườn. Cuộc sống sản xuất của người dân bị đảo lộn. Nội dung này mở đầu bản tin phòng chống thiên tai hôm nay. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ngày 4 tháng 10, mực nước trên sông Hậu tại thành phố Cần Thơ là 2,09m, vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường hẻm tiếp tục bị ngập nặng. Tình trạng trầm trọng hơn khi mưa lớn kéo dài vào sáng sớm và chiều tối, khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân khó khăn, bất tiện. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường những ngày qua gây ngập hơn 19.000 hecta lúa trên địa bàn huyện Thới Bình và U Minh, hơn 150 hecta rau màu cạn trái bị ngập úng, nhiều tuyến đường và một số khu vực trũng thấp cũng bị ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của người dân. Tại tỉnh Kiên Giang, mưa dông những ngày qua làm nước từ trên núi xã Hồ Nghệ, huyện Kiên Lương chảy xuống các khu dân cư ven đảo, đất đá tràn vào hơn 20 nhà dân, thiệt hại nhiều tài sản. Mưa lớn và sóng đánh cũng gây sạt lở hơn 100 mét bờ kè ở ấp Bảy Chướng, thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Một hiện tượng nguy hiểm trong mưa dông mà người dân rất cần đề phòng đó là sét. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ năm 2017 đến 2022, sấm sét làm 175 người chết, trong đó riêng 6 tháng đầu năm ngoái là 44 người, nhiều gần gấp 3 lần so với năm 2017. Góp phần hạn chế những con số đau lòng, đầu tháng này, trang web iwater.gov.vn được Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và công bố. Với việc tích hợp dữ liệu quan trắc tự động với sự vận hành của 10 radar cố định, 3 radar di động tốt nhất Việt Nam hiện nay, địa chỉ này còn cung cấp nhiều thông tin bổ ích khác. Truy cập vào trang web, người dân có thể nhận biết khu vực nào đang và sẽ xảy ra nhiều dông sét, thời gian, mức độ, vị trí đến cấp huyện và theo thời gian thực. Hệ thống còn tích hợp hai trường dữ liệu là phân tích, dự báo định lượng mưa trước 1-6 giờ và cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đối với công tác dự báo, hệ thống hỗ trợ giám sát liên tục thông qua các bức ảnh thu nhận được từ vệ tinh quan trắc, trái đất, radar thời tiết trong nước, mạng lưới đo mưa và định vị sét trên toàn quốc. Dự báo viên hay các cơ quan chức năng có thể nhận biết được các quá trình hình thành, phát triển và di chuyển của đám mây đối lưu có khả năng gây mưa dông, từ đó đưa ra cảnh báo tới người dân. Mới đây tại Lào, Ủy hội Sông Mekong Quốc tế tổ chức diễn đàn khu vực các bên liên quan lần thứ 13 nhằm thảo luận, chia sẻ, cập nhật thông tin về thủy điện và các hoạt động phát triển khác dọc theo sông Mekong, con sông lớn nhất Đông Nam Á và có ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người dân trong khu vực. Chuyên gia nhận định chế độ dòng chảy của sông thay đổi so với trước đây. Các bên liên quan cần nghiên cứu và xác định biện pháp thích ứng về sự phát triển bền vững của khu vực. Tiến sĩ Anolak Kittikau, giám đốc điều hành Ban Thư ký Quỹ hội Sông Mekong Quốc tế cho biết, sông Mekong hiện có nhiều sự thay đổi lớn như phát triển thủy điện, thủy lợi, sử dụng nguồn nước và giao thông đường thủy. Những sự phát triển này mang lại lợi ích cho các quốc gia, nhưng đồng thời cũng mang lại những thách thức và áp lực đối với môi trường, nhất là trong bối cảnh những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt hơn trong thời gian gần đây. Hiện chế độ dòng chảy của sông Mekong thay đổi so với trước đây, điển hình là cao hơn mức trung bình trong mùa khô và thấp hơn mức trung bình trong mùa mưa. Điều này mang lại cả những tác động tích cực và tiêu cực. Các quốc gia ở hạ nguồn, trong đó có Việt Nam, hiện phải đối mặt với ba thách thức: mực nước biển dâng, việc sử dụng nguồn nước sông Mekong và những vấn đề đến từ thượng nguồn. Nhấn mạnh, mỗi quốc gia không thể tự mình giải quyết những vấn đề một cách riêng lẻ. Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội Sông Mekong Quốc tế bày tỏ mong muốn các quốc gia cùng phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề, khuyến khích các dự án và sự quản lý chung. Một trong những hệ quả thấy rõ từ sự thay đổi dòng chảy của sông Mekong là hiện tượng sạt lở bờ sông bờ biển nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình trạng sạt lở ngày càng phức tạp, khó lường và gây hậu quả nặng nề gần đây, các tỉnh thành nhận được sự quan tâm từ chính phủ.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra thực tế tại 8 tỉnh và có ý kiến chỉ đạo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kiểm tra tại 5 địa phương còn lại trong vùng. Và mới đây nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về phương án bố trí cho một số dự án phòng chống sạt lở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm nay. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, công tác ứng phó khắc phục các hậu quả của thiên tai được lãnh đạo chính phủ hết sức quan tâm. Việc kịp thời xử lý khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là cần thiết và cấp bách. Đại diện các bộ ngành đều thống nhất với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục mức vốn hỗ trợ các địa phương thực hiện những dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ để bố trí hỗ trợ các tỉnh thành. Cơ chế về sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương. Thời gian qua, Hậu Giang chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó sạt lở bờ sông nói riêng và các loại hình thiên tai nói chung. Trong đó, chú trọng phát triển hệ thống kè sinh thái thân thiện môi trường và trồng cây xanh tạo cảnh quan, cải thiện chất lượng không khí. Từ nay đến năm 2025, Hậu Giang dự kiến trồng 733.000 cây xanh với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cần bám sát số lượng cây trồng theo dự án, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đưa ra phương án phù hợp, đảm bảo dự án sau khi hoàn thành góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Nội dung vừa rồi cũng khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang đồng hành chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả cho lúc 17 giờ 55 phút Chủ nhật tuần sau trên HCTV.